Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại kênh Thuần Tị. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện handset và máy Vivo i93. Con này là nó chạy chip Qualcomm nhé. i93 nó có vẫn có một loại là chạy chip MTK. Đây, chip Qualcomm. Khi nào thì chúng ta cần thực hiện? Ví dụ như máy các bạn chậm lag thì chúng ta sẽ chạy, nó sẽ mượt lại và trở về trạng thái xuất xưởng ban đầu. Và trước khi thực hiện cái bước này thì chúng ta sẽ phải sao lưu tin nhắn, thẻ nhớ, ảnh rồi video các kiểu nhé, vì khi thực hiện xong chúng ta sẽ mất hết các bạn. Để thực hiện thì chúng ta sẽ tắt nguồn. Ta sẽ dùng hai tổ hợp phím là phím tăng âm lượng và phím nguồn, dí phím tăng âm lượng trước rồi dí phím nguồn. Rồi, máy sẽ vào chế độ fast boot. Bây giờ ta sẽ giảm âm lượng để chọn xuống dòng recovery. Ta ấn nút nguồn để chọn vào, hoặc chúng ta sử dụng cảm ứng trên bàn phím cảm ứng này. Hoặc chúng ta ấn vào đây. Bây giờ máy sẽ khởi động vào chế độ recovery. Rồi, ở đây thì nó toàn giao diện thần tính chung nhá. Nếu các bạn không biết, các bạn search Google Vivo Recovery thì nó sẽ ra bản tiếng Anh, thì các bạn sẽ biết nó sẽ là dòng thứ hai này là WePay Data. Ấn vào, ta sẽ chọn dòng đầu tiên. Ấn vào đây. Dòng thứ hai. Rồi, dòng thứ ba. Rồi, ok. Bây giờ ta ấn vào đây và ấn đầu tiên để khởi động lại. Bây giờ ta sẽ đợi nhé. Sau khi các bạn đợi khoảng 35 phút thì máy sẽ chọn ngôn ngữ. Chúng ta sẽ chọn về tiếng Việt nhé. Nếu bạn sử dụng tiếng Anh, bạn chọn tiếng Anh hoặc tiếng khác bạn chọn. Ta ấn tiếp theo, ở đây ta cứ next bỏ qua thôi. Đồng ý. Ấn bỏ qua đây nhé, tạm thời không kết nối bạn. Tiếp theo. Đăng nhập, nếu bạn bị tài khoản Vivo. Ở đây nó đòi đăng nhập tài khoản Vivo thì ta sẽ xóa cách đăng, con này phải tháo máy nhé, xóa dùng. Nếu mà không có phần mềm để xóa thì bạn liên hệ Zalo mình đây, mình xóa nhé. Bỏ qua này, bỏ qua khuôn mặt, bỏ qua, bỏ qua nhé. Tiếp theo dừng ngay. Ok, bây giờ máy đã về trạng thái xuất xưởng. Vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện reset bằng phím cứng của con máy trở về trạng thái xuất xưởng của máy Vivo i93. Thành công. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.